Xin được cảm ơn tiết mục của câu lạc bộ Sóc Sơn Mê Linh Đông Anh Hà Nội. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với tiết mục Người Về Nghe Tiếng Sóng Du Theo Điệu Luyện Lam Cung, với phần thể hiện của Vũ Hầu đến từ câu lạc bộ Mê Linh Sóc Sơn Đông Anh Hà Nội. Thank you.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với làn điệu chèo Quân Tử Vô Dịch Lời Cổ, trích trong vở Lưu Bình Dương Lễ với phần biểu diễn của Lê Mai và anh hai Quan Họ đến từ câu lạc bộ chèo Hương Hà Thái Bình. Tích mục Bạc Trà Vàng Thoi, Đường Trường Trong Rừng, Tương Phùng Tương Hộ chuẩn bị. Thank you.
chung chung quanh bóng ngày cảm ơn tiết mục luyện năm cung. Tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với làn điệu chèo bạc trà vàng thoi lời cổ với làn điệu sa lạch chênh với phần thể hiện của Kim Cúc và Lý Kim đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Tiết mục đường trường trong rừng tương phùng tương ngộ chung dệt bức tranh quê hương chuẩn bị. Thấy dài
Xin được cảm ơn những tình cảm của toàn thể quý vị đã dành tặng cho tiết mục Bạc Trà Vàng Thoi của câu lạc bộ Hà Nội. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với làn điệu chèo Đường Trường Trong Rừng Lời Cổ với phần thể hiện của Nguyễn Hoa, câu lạc bộ dân ca và chèo Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Tiết mục Tương Phục Tương Hộ chuẩn bị, Trung Duyệt Bức Tranh Quê chuẩn bị. Thời gió đang nắng
ơi một con xin được trân trọng cảm ơn tiết mục Đường Trường Trong Rừng. Ban tổ chức xin mời tiết mục Tương Phùng Tương Hồ của câu lạc bộ Hải Phòng. Câu lạc bộ Hải Phòng có mặt ở đây không ạ? Vâng, tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Trung Dệt Bức Tranh Quê, soạn giả Đỗ Xuân Sáng, làn điệu Quân Tử Vô Dịch với phần thể hiện của Trịnh Thành và Khánh Hòa đến từ câu lạc bộ dân ca và chèo Kinh Bắc. Alo. Yeah.
chung đôi, anh sẽ cùng em xây đắp mơ quê. Xin được cảm ơn tiết mục Chung dệt bức tranh quê của câu lạc bộ dân ca và chèo Kinh Bắc. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và giờ này đã tới giờ từ buổi trưa, thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta lại thay đổi không khí để cùng đến với một làn điệu diễn sướng Chầu Văn. Chiều quang sáng tỏ nước trời, một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà, trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa, cô đôi dạo góc vào ra sớm chiều. Và ngay sau đây, cô đôi trẻ đẹp duyên dáng xinh xắn sẽ giáng xuống trần gian của câu lạc bộ chúng ta để ban tài tiếp lộc cho bách gia trăm họ, cho nhà nào lộc lấy nước chảy một dòng, thuyền xuôi một mái. Mời quý vị cùng đến với màn diễn sướng Chầu Văn Giá Văn, cô đôi Thượng Ngàn với phần thể hiện của Lưu Vũ cùng tốp múa phường Thạch Bàn, thành phố Hà Nội. Ngọc Điên Ngọc Điên chỗ Kim Môn
sao Ngọc Điền chốn kim môn dân thơm ngoài cõi tiếng đồn trong cùng được thương nhiều bóng cô này cô.
sẽ ra thanh hóa cô về lòng quyền a di đà phật lạy cô. Vâng, thật đúng là cô ban tài ban lộc trong bách gia trăm họ. Cô hát hay quá, cô múa dẻo quá, lầy cô. Quý vị có thể dành tặng một tràng pháo tay cho tiết mục của Phường Thanh Ban đến từ thành phố Hà Nội, đúng không ạ? Xin là cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, và giờ này đây thì đã tới giờ trưa. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng an tọa và các bàn tiệc của câu lạc bộ để cùng lân ly rót chắn kiều đào, để cùng lân ly lên, để cùng chúc mừng một năm ngày thành lập câu lạc bộ, cũng như chúc mừng thành công của chương trình giao lưu trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời tất cả các bạn tiệc ạ, chúng ta cùng rót đầy những ly bia lưu tiểu của mình được không ạ? Những cánh tay của vũ của quý vị đâu ạ? Người quan họ thì có câu rằng là đến đây thì ở lại đây, mà bao giờ bén rễ xanh cây thì về. Hôm nay cơm chưa lo, rượu chưa say thì chưa về, đúng không ạ? Và chương trình sẽ được giao lưu tiếp diễn trong thời gian tiếp theo. Tất cả các bạn tiệc đâu ạ? Chúng ta hãy đứng lên đi ạ. Tất cả các bạn tiệc đâu ạ? Hãy đứng lên đi ạ. Những cái